Mình xin gửi lời chào quý khán giả của đài VTN trên băng tần 2073 của hệ thống DirecTV đến với chương trình Đẹp The Beauty Show trong buổi tối ngày hôm nay. Và cũng như thường lệ, ngày hôm nay mình có một cái người khách rất là đặc biệt, đó là chị Băng Châu, đã sẽ là người giúp sức cho My trong cái buổi Đẹp The Beauty Show ngày hôm nay. Chào chị Băng Châu. Chào Trà My, và Băng Châu cũng xin thân ái kính chào tới người đến với khán giả của đài VTN TV. Rất là vui lại được Trà My mời lên đây làm guest một lần nữa. Dạ, cảm ơn chị. Ngày hôm nay do Hồng Tứ bận việc cho nên Hồng Tứ không có mặt trong show ngày hôm nay. Và em cũng một lần nữa rất là hân hạnh có chị giúp cho chương trình của ngày hôm nay. Cũng kính thưa quý khán giả, như lời đã hứa vào tuần thứ hai tuần vừa rồi, thì Trà My sẽ hôm nay sẽ giới thiệu quý khán giả khi cách làm một cái make up làm sao mà cho đẹp. Đương nhiên là gương mặt nào cũng có những cái khiếm khuyết và những cái khuyết điểm, những cái mụn, những cái tàn nhang, những cái vết nám. Nhưng làm sao để che được đôi lúc những cái chữa trị, những cái chemical, những cái hóa chất của mình không thể nào làm hết được. Nhưng ngày hôm nay thì My sẽ đem một cái bí quyết làm sao mình sử dụng make up mà không cần phải chữa trị da, nhưng mình sẽ dùng những cái make up để che để cover cũng như để che những cái khuyết điểm. Và đặc biệt ngày hôm nay My sẽ có một cái người model rất là đặc biệt. Người này thường làm model là phải rất là đẹp và trẻ trung, có một cái nước da rất là đẹp. Nhưng đối với ngày hôm nay thì My biết là khán giả, những cái vị khán giả của chương trình Đẹp The Beauty Show thường là những cái cô và những cái chị thường là lớn tuổi, 50-60 tuổi. Thì hôm nay My xin được mời một cái người khách đặc biệt, đó là mẹ của Trà My. Mẹ là Lan Nguyễn. Thì mẹ của My hôm nay sẽ làm model cho My để được làm make up và che những cái khuyết điểm trên da mặt. Kính thưa quý vị, Băng Châu thấy mẹ của Trà My còn trẻ quá mà da cũng rất là đẹp nữa. Dạ, 70 tuổi rồi. Nói thôi mà mẹ ơi, đi giờ mẹ con đi kiếm cái người model mà lớn tuổi cũng hơi khó thôi, thì mẹ lên chương trình dùm con ngày hôm nay. Nhưng mà Băng Châu thấy là mặt của cô Lan đây là chưa có đánh một cái make up gì, dạ, chỉ có chút tí nay, son tí xíu. Dạ đúng rồi, hiện nay gương mặt của mẹ My là không có một cái chút xíu make up gì hết. Có nghĩa là trên gương mặt không có một chút moisturize, chưa có kem dưỡng da gì hết. Thì hôm nay đầu tiên trước khi mà làm cái make up để cover những cái vết nám, những cái nhang, thì như My đã nói, không có một cái gương mặt nào mà hoàn thiện hết. Gương mặt nào, ngay cả bản thân My hoặc là những cái người model, những cái người làm cho đài truyền hình hay là những người diễn viên điện ảnh, ai cũng có những cái khiếm khuyết trên cái gương mặt của mình, có những cái vết nám, những cái vết tàn nhang, những cái vết chân chim hoặc là những vết nhăn và những cái mụn, những cái nốt đỏ trên gương mặt. Vậy thì làm sao mà để che nó, trong khi mình dùng make up mà mình che lên để mình thấy cái gương mặt mình đẹp hoàn hảo và một cách tuyệt vời, thì ngày hôm nay My sẽ xin được mà quý khán giả hướng vào màn hình để theo dõi cái cách che những cái khuyết điểm trên gương mặt. Và quý vị cứ gọi vào, nếu mà có câu hỏi đặt cho Trà My thì xin mời cứ gọi vào số điện thoại của đài. Nhưng mà trước hết mà Trà My bắt đầu mà để mà make up cho cô Lan đó, thì Băng Châu thấy Trà My mặt đẹp quá, da đẹp quá. Không có, mặt em mà khi không có make up cũng có những cái vết nám đó chị. Cũng tại vì mình khi mình đi ra nắng cũng có những cái tàn nhang, cũng có những vết nám. Tại vì mình đi ra nắng, mình tiếp xúc những ánh nắng thì có những cái tia hồng ngoại, nó giết chết những cái lốm đốm đen trên gương mặt. Cho nên cái da mặt mình không thể nào mà giống như baby được hết. Tại vì hôm nay là nó 30-40 năm thì nó sẽ khác hết. Những cái lúc mà mình mới 10-20 tuổi nó vẫn khác chị. Thường thường đó thì Băng Châu là đi hát cũng lâu rồi, cũng make up nhiều rồi, cũng có nhiều người mà professional về make up cũng làm cho mình. Dạ. Mỗi một người mình học được một cái rất là hay mà hôm nay sẽ học được của Trà My đó. Dạ. Rất là thích. Đúng rồi. Thường một cái gương mặt mà chưa có make up á, thường có những cái lốm đốm đen giống như trên gương mặt của mẹ My, thì có những cái vết đen ở trên, những cái vết nám ở trên gương mặt không đều, không có đều màu trên gương mặt, không có đều màu, thì đầu tiên My sẽ che những cái vết nám trước. Thì để che những cái vết nám thì My sẽ cần có đầu tiên là một cái concealer. Concealer là người ta gọi là một cái kem, nó còn là một cái loại kem mà kem đậm đặc hơn cái foundation.
gọi là những cái phấn nền á. Một cái concealer này, cái công dụng của concealer là để che những cái vết nám, những cái vết nhăn, những cái mụn, những cái nốt đỏ trên gương mặt mà mình không muốn thấy. À, nghĩa là đầu tiên mình đừng có vội mà vội vàng mà lấy foundation mình làm trước hả? Dạ không. Dạ, ví dụ như chị có một cái nốt ruồi mà chị không muốn cho người ta thấy thì chị có thể dùng concealer chị che nó lại trước. Che trước, tức là mình chấm vào chỗ đó thôi. Dạ đúng vậy. Dạ. Thì cái concealer này rất là dễ kiếm trên thị trường, tất cả những cái tiệm make up nào cũng có bán concealer, và mình chỉ cần ra mình hỏi mình mua một cái concealer. Nó là một cái hộp concealer rất là nhỏ, chứ nó không có phải như giống như hộp to, một kem bự. Không phải là giống như cái hộp foundation bự vậy hả? Dạ đúng rồi. Và trước tiên khi mà sử dụng make up, như từng giờ rồi Mira đã hướng dẫn, những cái đồ dùng make up của mình phải hết sức là cẩn thận. Mình không thể mà dùng tay mình quẹt vào, hoặc là mình dùng những cái sponge, những cái dụng cụ này mình quẹt trực tiếp ở trên những cái đồ dùng của mình được. Và mình có một cái cây thanh, gọi là cái cây que này, để mình dít cái make up mình ra. Cái đây là một cái cách để giữ gìn cho cái da mình sạch, không có bị nhiễm trùng da, không có bị mụn, không có bị tàn nhang, hoặc là không có bị những cái vết sưng đỏ. Có nghĩa là mình dít ra một chút xíu, bỏ trên cái thanh này, và sau đó mình dùng cái cọ. Mình dùng một cái cọ nhỏ, bắt đầu mình che đi những cái vết nám. Và bắt đầu khi chỗ nào mà những cái vết da không đồng đều, bắt đầu mình che hết. Chị thấy đó, mình không cần phải che hết gương mặt, mà mình chỉ cần mình chỉ chấm những cái chỗ mà có tàn nhang, mấy cái vết đen đen, hoặc là nếu mình có mụn thì mình cũng chấm lên nó cũng khô. Đúng vậy, hoặc là dưới mắt under eye mình có những cái vết thâm, mình thức mờ, nó bị quần đúng quần rồi. Phải không? Như cả đêm mình thiếu ngủ đó thì mình cũng có thể mình che, và mình che mình đánh theo cái chiều muscle của cái skin mình. Chứ có nghĩa là không đánh ngược lên mà mình phải đánh xuống theo cái chiều muscle, theo cái cơ bắp của cái trên cái gương mặt mình. Ôi, vậy là hôm nay là Băng Châu học được cái điều rất hay. Thường thường mình cứ nghĩ là mình đánh lên thì cái mặt mình nó sẽ căng lên. Dạ không, không có. Nhờ khi mình đập line make up, mình bỏ những cái kem, tất cả những cái kem miếng da, là mình đi theo cái muscle của cái gương của mặt mình. Có nghĩa là những cái cơ bắp trên cái da theo hướng nào thì mình đi theo hướng đó. Thì khi mình nhìn lên, cái da mặt mình rất là mịn màng, chứ nó không có bị những cái cộm nổi lên, những cái rằn, cái sọc ở trên cái gương mặt của mình. Cái này, điều này rất là hay. Vậy là Băng Châu ngày hôm nay học thêm một cái điều rất là đúng hay. Rồi, ngay cả những cái vết đỏ, những cái thẹo mình đều che được hết. Có nghĩa là cái concealer này nó sẽ che những cái vết màu không đồng đều ở trên cái gương mặt của mình. Tại da mình có chỗ thì nó bị trắng, cái chỗ nó bị hơi thâm đen, mà cái chỗ nó đỏ nữa phải không? Dạ đúng rồi. Thì cái concealer nó sẽ che hết. Đầu tiên là mình sẽ che lại hết. Mình che hai bên cánh mũi nè. Thường mình hay bên cái cánh mũi nó thường cái màu nó đậm hơn. Màu nó đậm. Dạ, nó màu nó đậm hơn, thì mình cũng có thể che hai cánh mũi, hoặc là dưới mũi của mình cũng có thể che lên, hoặc là những cái khóe miệng của mình có những cái vết nhăn mình cũng che được hết. Tất cả những cái vết nhăn mình có thể mình che được hết. Và chị thấy là khi mà em che ở dưới rồi thì em bắt đầu đi lần lên. Ví dụ như mẹ em thì không có nhiều cái chân chim, nhưng nếu ai mà có những cái chân chim thì mình cũng có thể che đi những cái vết chân chim. Có nghĩa là những vết nhăn, những vết nám, những cái tàn nhang, những cái nốt đỏ, những cái mụn trên gương mặt mình đều có thể che lại trước khi mình bỏ foundation. Và cái phấn nền mình lên. Dạ, sau khi bên trái rồi thì mình sẽ apply phía bên tay phải. Và mình đánh rất là nhanh cho mấy vị thấy là mình đánh theo cái chiều của cái cơ bắp trên cái gương mặt. Và thậm chí mình có thể để dưới cái mí mắt cũng như trên cái mí mắt. Và nhớ là mình không có đụng vào trên cái tay, mình không có bao giờ đụng lên trên cái gương mặt. Tại cái gương mặt đã sạch rồi, mình khi cái người thợ không được quyền đụng cái da mình trên cái make up, trên cái gương mặt của khách. Tại vì trên cái gương mặt á, mình có thể mình vô tình mình đưa cái vi trùng lên trên cái da của người khách, và da của người khách sau đó sẽ bị nhiễm trùng mà mình không có biết được. Ồ, vậy mà Băng Châu thấy có nhiều người lại lấy cái tay lại chà chà lên mặt của người khác á chứ. Dạ không, em thấy là cái đó là sai luật phải không? Dạ đúng rồi, cứ dùng tay quẹt tùm lum hết thì đó là phải sai. Nhưng mà nếu tay mình quẹt cho mình thì được. Cũng không nên. Tại vì trên cái tay mình, chỉ biết trên những cái đầu ngón tay của rất mình là có nhiều những vi khuẩn, vi trùng, những có những cái dầu, và nó đã sinh ra vi trùng mà mình không biết. Ví dụ đi, mẹ có những cái mục ruồi thì mình cũng có thể che những cái mục ruồi trên đây. Những cái chỗ mục ruồi thì mình chỉ cần tháp nhẹ lên, mình không có đánh nhanh mà mình chậm nhẹ lên. Em đi từ từ. Nếu mà những cái mục ruồi thì mình sẽ đi chậm lại, mình nghe đậm hơn. À, nhưng mà cho Băng Châu được hỏi thêm là cái cây cọ này chỉ dùng cho một người đó hay là sao ạ? Dạ, khi cây cọ này mình sử dụng xong mình phải clean up, có nghĩa là mình rửa. Mình phải dùng sát trùng. Dạ đúng rồi, thì nó có một cái nước rửa cọ. Có một cái bình nước rửa cọ thì nó bán khoảng chừng 7-8 đồng. Thì khi mình có nước rửa cọ mình đổ vô một cái cup. Và mình đợt trước mình cũng nói là cái cọ này mình chỉ rửa khi mình nhúng vào, chỉ được là 1/3 cái đầu cọ, chứ mình không có nhúng hết.
không có nhúng hết. Khi mình mở ra mình chỉ nhúng 1/3 cái đầu cỡ, bắt đầu mình lắc nhẹ, rồi sau đó mình dùng cái tissue mình vuốt nhẹ sạch đi, chứ mình không được deep sâu vào. Cái thứ nhất là cái những cái đầu cỏ nó sẽ bị hư, nó sẽ bị rớt ra. Cái thứ hai, cái lông cỏ mà mình deep sâu quá như vậy là nó sẽ bị mềm nhũn ra và nó sẽ bị rớt nguyên cái những cái lông cỏ nó ra, thì mình sẽ không giữ lâu được cái cỏ của mình. Cho nên những cái cỏ này mình cũng phải hết sức cẩn thận. Sau đây thì nó hơi thiếu chút xíu, thì mình, nếu mà mình thiếu kem thì mình cứ dít thêm vào. Mình cũng thích phải dùng một cái mình dùng cái thanh này, cái thanh này gọi là cái spatula, và bắt đầu mình cứ deep nhẹ vào. Và những cái vết đỏ này mới chấm cho vết đỏ. Hôm nay Băng Châu học thêm được nhiều cái hay từ Trà My quá. Tuổi trẻ tài cao. Da mặt của chị rất là đẹp chị Băng Châu. Tuổi trẻ tài cao, nhưng mà chắc tại vì nhiều khi mình tự make up cho mình thì mình không có sợ cái chuyện mà vi khuẩn, vi trùng. Nhưng mà bây giờ học thêm cái này rất là hay. Dạ đúng Trà rồi. My chỉ là mình dùng cái cây cọ riêng rồi mình lại rửa sạch như vậy đó thì nó hay lắm. Dạ. Chứ nhiều khi cái tay mình đâu có biết là nó như thế nào, bao nhiêu là vi khuẩn, vi trùng ở trong đó. Thì chỉ biết là trong không khí có rất là nhiều vi trùng khắp mọi nơi. Nếu mà cái tay mà cái tay mình là bóc đủ thứ chuyện đó. Ngay cả mình không bóc đi chăng nữa thì chất dầu ở trên những cái da của mình nó đã làm cho vi trùng bám vào. Những cái chất dầu và vi trùng nó sẽ bám vào trên những cái chất dầu trên đầu ngón tay của mình. Và khi mình đụng nhẹ vào cái mặt người nào đó thì nó cũng sẽ gây nhiễm trùng. Mà thường thì nó không có sưng liền lên. Mà thường khi mình về nhà 2-3 ngày sau mình thấy nó hơi ngứa ngứa. Đúng rồi. Ngứa ngứa xong bắt đầu nó sưng đỏ lên rồi từ từ nó nổi mụn. Nhưng mình nghĩ là do dị ứng và khí hậu bên ngoài hay là do chemical hóa chất nào mình xài tầm bậy. Mà thật ra do cái tay mình. Dạ đúng rồi. Cái sự nhiễm trùng không có ai biết được hết. Giống như mình ăn một cái món ăn nào đó vô mình bị đau bụng mà mình không biết được là do thức ăn từ chỗ nào mà mình ăn, trong khi cả ngày mình ăn quá nhiều món. Cho nên tất cả những cái gì mà dính líu tới cái sự nhiễm trùng, vi trùng cho nó vào trong cơ thể mình, nó rất là dễ dàng gây cho mình bệnh hoặc là bị nhiễm trùng mà mình không biết. Nhưng tốt nhất là mình phải ngăn ngừa, có nghĩa là giữ vệ sinh từ cái cách mình make up cho tới những cái không make up mình cũng phải giữ vệ sinh. Đúng là cô giáo mà cô chủ trường. Cảm ơn chị. Chị thấy em tiếp tục em đánh mình che đi những cái vết thâm. Ví dụ như chỗ nào chị thấy đây, trên đây có một cái mụn ruồi đây, thì ví dụ em không muốn cái mụn ruồi này, em có thể em chậm nhẹ và chậm nhẹ thôi, mình không có đi nhanh. Những đi nhanh là mình ví dụ như mình đi những cái vết nám, còn ví dụ như mụn ruồi đây thì mình chỉ cần chậm nhẹ thôi và tự động cái mụn ruồi nó lặn mất, mình không thấy nữa. Mình chỉ cần tháp nhẹ, mình để nhẹ lên. Rồi, sau khi mà My đã apply hết những cái vết đen, những cái vết không đều màu ở trên gương mặt của mẹ My rồi, thì bây giờ My sẽ tiếp vào cái phần thứ hai. Sau khi mình đã che những cái vết nám, những cái vết tàn nhang, những cái vết không đều màu trên da, thì bắt đầu mình đi tới một cái dọn động thứ hai là mình chọn một cái foundation, có nghĩa là một cái phấn nền làm sao mà nó phù hợp với cái da của mình. Thì mới biết là đa số người Á Châu của mình là thích một cái màu trắng. Phấn làm sao mà trắng càng trắng càng tốt, giống như đại hàn đó chị. Đúng rồi. Nhưng theo cái cách của người châu Âu hoặc là những cái cách, những cái make up của người hiện đại, thì người ta nghĩ là một cái make up làm sao đẹp đó nghĩa là phải match với cái skin cái tone của mình. Đúng rồi. Đúng rồi, có nghĩa là cái da mình sao thì mình để cái màu make up nó y chang như vậy. Tức là cái màu phấn nó cũng phải y như vậy. Chứ nhiều khi mình cứ đánh mặt trắng rồi nhìn cái cổ rồi cái tai mình, trời sao nó hai màu khác hẳn. Dạ, là cái rồi. Cổ. Nhưng mà chị có công nhận với em, đối với cái da người Asian của mình có một cái đẹp, cái màu nâu của mình nó có cái đẹp của màu nâu, mặn mà và trông rất là hấp dẫn. Dạ, như là Trà My đây nè. Còn cái màu trắng nó cũng có cái hay của màu trắng, nhưng đặc biệt mình nghĩ là một cái người da mà màu nâu, người Asian của mình thì có một cái duyên và cũng có một cái đặc biệt hấp dẫn ở trong đó. Cho nên mình nghĩ là trong cái make up thì quý vị nên chọn cái make up làm sao mà nó đẹp với cái màu da của mình, màu da thật của mình đó. Đúng vậy. Hôm nay thì My đưa ra ba cái màu cho mấy chị thấy á. Khi mình đi chọn bất cứ một cái make up, cái foundation nào, nó cũng có nhiều cái màu để mình chọn lựa. Thường một cái màu là trắng thiệt là trắng, một cái màu đen thiệt là đen, hoặc là một cái màu nó vừa trung bình. Nó thường nó có 3-4, hoặc là có thể có những cái hãng make up nó có thể tới 5-6 cái tone màu khác nhau. Cho nên khi mà mình nhìn chọn màu thì mình chọn làm sao mà nó matching với cái skin tone của mình. Vậy thì chọn ở cái vị trí nào? Mình nên chọn ở trên trán, hay là mình chọn ở mũi, hay là ở trên mặt, mình nơi chọn cái vị trí nào thì đó cũng là một cái điều với chị, quý vị cũng phải để ý đến. Hay quá. Thì đầu tiên thì My biết á, là khi mình chọn một cái màu sắc trên make up,
thì My biết mẹ là ở một cái trung bình, có nghĩa là không đậm đen mà cũng có không trắng, cho nên My chọn một cái màu là neutral, có nghĩa là cái màu nó rất là nâu nâu, khoảng cái tone 5-5 hoặc 6 thôi, nó không như, đen như vậy không thì trắng. Như là cái kinh nghiệm Trà My đó thì mình dựa vô cái chỗ nào để mà mình chọn cái màu cho cái khuôn mặt của mình cho nó, khi mà mình đánh lên nó không có bị mà kêu bằng mặt thì trắng quá hoặc là đen quá. Dạ đúng rồi. Vậy mình chọn một cái màu chính hợp thì thường là chọn ngay ở dưới cái cằm của mình, ngay chỗ này. Dạ. Đây là cái vị trí là mình chọn một cái màu và màu phấn nước mà mình khi mình đánh lên là mình biết cái skin mình nó có hợp hay không, có đúng cái màu của mình không. Mình không chọn ngay má, đôi lúc cái má mình ra nắng mình bị dễ bị nám, thường là trên má mình hay bị nám hay là bị đỏ, bị dị ứng thì hay bị đỏ, hoặc là mình ví dụ như mình bị bệnh, cái da mình bị tái thì thường ở trên má nó hay nổi lên rất là dễ, hoặc là trên trán mình, thành ra ánh nắng mặt trời thường nó dọi trực tiếp vào trên cái trán của mình thì cái trán mình hay bị đổi màu, hay màu nâu, màu sẫm, màu đen, hoặc là ngay cái chin hoặc là cái mũi của mình cũng vậy, cái vùng chữ T là cái nơi là nó đen hơn, cho nên khi đôi lúc mình chọn màu đen quá thì nó lại không hợp, với lại nó không đúng với cái skin tone của hai bên má của mình, cho nên một cái vùng, một cái vị trí mà nó thích hợp mà nó đẹp nhất đó là ở phía bên cái cằm. Hay và dưới quá. Cái cằm của mình thì cái cằm bên trái hay bên phải đều giống nhau hết, có nghĩa là khi mình lấy cái foundation ra, khi mình chọn được cái phấn thích hợp rồi, cái phấn nước thích hợp rồi, mình sẽ để trên tay, mình cũng sẽ dùng một cái thanh này và để trên tay, và sau khi có cái phấn rồi mình thử bên đây thử coi có hợp hay không, và mình đánh một chút xíu lên, mình đánh một xíu bên má. Và sau khi mình đánh một chút xíu lên má thì mình thấy là cái skin tone nó match, có nghĩa là nó đã tiệp với cái màu da của mẹ rồi. Thì lúc đó mình bỏ cây cọ xuống và mình dùng cái sponge. Cái sponge, đây là cục bông phấn mà lần trước mình cũng đã nói rồi. Khi mình dùng make up mình không thể nào mà mình dùng một cái cục bông phấn mà nó có sẵn trong cái hộp make up hết. Tại vì những cái hộp bông, những cái cục đó thì nó thường nó sẽ gây cho mình bị nhiễm trùng cái da mà mình không biết. Thường là mình mua một cái hộp phấn là mình có cái cục sponge trong đó, và mình nhưng sử dụng mình đi tới dùng. Thì lui là mình không xin dùng không. Những dùng. Cái đồ dùng trong make up là những cái disposable, có nghĩa là mình dùng làm xong là mình bỏ đi thùng rác. Dạ. Thường thì một cái cục như vậy, mình mua một miếng lớn như vậy, hoặc là mình cắt nhỏ ra, mình cắt ra nhỏ thằng này, thì mi đã cắt nhỏ ra một miếng nhỏ. Sau khi mi đã cắt xong, bắt đầu mi tháp nhẹ lên, mi bỏ đều lên hết trên toàn bộ gương mặt, mi bỏ lên hết trên được ngay cả trên mí mắt. Và với chị mình, cái này là mình có thể mình tự làm ở nhà, mình không cần phải đưa ra thợ tiệm, cái này mình rất là dễ, có nghĩa là mình tự làm. Nhưng nhớ là trên cái vùng nào mà mình đã dùng concealer thì mình để nhẹ tay chút xíu, mình đừng có quẹt mạnh để nó trôi đi cái concealer của mình chỉ tháp nhẹ nhẹ thôi. Và mình sẽ tiếp tục mình đi hết từng cái trên cái vùng khuôn mặt. Sau khi mà đi hết từng cái vùng, bắt đầu mình sẽ đánh nhẹ, đánh đều lên, blend nó ra. Và mình blend đều nó ra. Và nhớ ngay chỗ cái chân tóc á, thì mình blend ngược vô phía bên trong cái tóc, để mình không thấy những cái lằn giữa trong cái tóc, giữa cái tóc và cái da mặt. Cái da, đúng rồi. Thì quá. Dạ. Và bắt đầu mình đánh đều nó ra. Và trên mắt cũng vậy, mình cũng đánh đều nó ra. Và nhớ cái phần nào mà có concealer thì quý chị chỉ xoay chậm nhẹ. Xoay. Chậm nhẹ, mình không có chùi mạnh quá. Thì mình chùi mạnh quá thì nó lại mất cái concealer. Dạ đúng rồi, thì những cái vết nám của mình, những cái những cái tàn nhang của mình nó sẽ lộ ra. Dạ. Và sau khi mình đánh xong rồi, mình cứ tiếp tục, mình đánh đều ra. Quý vị thấy, ví dụ nếu quý vị làm nhanh, nếu mà mình làm mỗi ngày mình làm nhanh thì cái phần mà mình đánh phấn nó khoảng từ 2 tới 3 phút, nó không có lâu. Ví dụ mình gương mặt của mình đã đánh quen rồi thì nó không có lâu. Sau khi mình đánh bên trái rồi, mình đánh bên phải. Và cứ đánh nhanh tay, mình tán đều nó ra. Trên trán thì mình đánh lên cái mái tóc, đánh ngược đánh lên. Đánh lên mái tóc, đánh ngược lên. Hay để mình quá. Không thấy cái chân tóc mình có cái màu da khác, mình không có thấy được cái đường viền giữa chân tóc. Và bắt đầu mình ta tán nhẹ nó ra. Và ngay cả những cái chỗ nào mà một lần nữa, ngay chỗ nào mà ví dụ như cái mục ruồi mà mình che lại rồi thì mình sẽ thấp nhẹ, mình không có đánh mạnh nó ra. Dạ. Và cái phần này mình có thể đánh luôn ở dưới cổ, để mình make sure là cái cổ mình nó đều màu với cái nó đều màu với cái gương mặt của mình. Sau khi mà My đã đánh cái foundation xong rồi, quý vị nhớ là lần trước My đã nói cái cục foundation này là mình phải quăng thùng rác nha, không có để dành lại. Tại vì khi mình để dành lại, hiện giờ là cái cục sponge này nè,
này nó đã có vi trùng, tại vì mình đã lên trên mặt rồi, nó đã có vi trùng tại bản thân trên cái da của model cũng có dầu và những cái chất dầu nó đã bám vào trong này, cho nên mình không có thể mà mình để qua ngày mai hoặc là một cái lần khác mình làm makeup mà tức là mỗi một lần vậy là vứt đi. Dạ, quăng thùng rác đi chứ mình không có để như vậy nữa. Rồi sau khi mà foundation xong, có nghĩa là cái phấn nước mình đã apply xong rồi, thì cái bước thứ hai, cái nhất là concealer, cái thứ hai là foundation và cái thứ ba là mình sẽ chọn cái powder. Có nghĩa là phấn bột. À, cái lý do mà mi tạo phấn bột thì mi chỉ biết là cái phấn nước thì thường nó làm cho gương mặt mình nó nhìn nó giống như nó ướt, nó chưa có sắc, hơi bóng. Dạ đúng rồi. Rồi bắt đầu bây giờ mình bỏ một cái powder lên, cái phấn bột nó sẽ làm cho set lại, nó giữ chặt lại. Cái phấn bột nó sẽ làm cho mình giữ makeup rất là lâu. Có nghĩa là mình có thể sử dụng makeup nguyên ngày mà mình không có bị phai mờ gì hết. Như mình nó có hai loại, một cái là cái bánh gọi là cái cake powder với là một cái loose powder. Dạ, mà có hai loại powder. Cảm ơn chị Văn Châu đã gợi ý cho em. Một cái cake á, gọi là cái cake nó compressed powder, mình gọi là compressed có nghĩa là nó nén chặt cứng lại. Còn cái loose powder thì nó mềm ra, nó crumbing, nó dễ bị vỡ ra. Thì lúc nào mình nên sử dụng? Nếu mà quý vị khán giả nào mà không muốn sử dụng foundation, có nghĩa là phấn nước, thì mình có thể dùng cái compressed powder. Tại cái compressed powder nó giữ lon hơn, nó giữ lâu hơn, trong một ngày nó giữ lâu hơn. Còn cái loose powder thì nó sẽ bị dễ bị rớt ra và nó sẽ bị dễ bay đi, bị mờ đi. Cho nên cái compressed powder chỉ sử dụng khi mà mình có foundation. Còn nếu mà cái loose powder mình chỉ sử dụng là không có foundation. Có nghĩa là mình loose powder mình sẽ sử dụng khi mà có foundation. Kính thưa quý vị, xin quý vị hãy giữ máy. Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại sau phần thông tin thương mại. Xin cảm ơn.